người xưa vẫn thường có câu, cái răng cái tóc là góc con người. Để có được nụ cười duyên dáng với hàm răng đẹp là mơ ước của bao người. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng Let's Go ghé thăm một điểm đến có thể giúp bạn có được nụ cười như vậy nhé. Không phải ai sinh ra cũng có hàm răng đều và đẹp. Do quá trình thay răng hoặc chăm sóc răng không đúng cách có thể làm thay đổi hàm răng của bạn. Răng dễ bị mọc lệch, mọc sai vị trí, mọc chen chúc, v.v. Phương pháp hiện đại nhất hiện nay là gói chỉnh nha linh hoạt. Sau các bước thăm khám và tư vấn, bác sĩ sẽ dùng khay và mắc cài trong suốt để định hình toàn bộ hàm răng. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái chụp ảnh hay thực hiện những dự định trọng đại của cuộc đời mà không lo về tính thẩm mỹ của răng. Thời gian điều trị phía sau, các bạn có thể rất linh hoạt, không mất thẩm mỹ và thậm chí là rất phù hợp với những bạn mà đang điều trị chỉnh nha mà có kế hoạch đi học nước ngoài hoặc chuyển nhà đến một thành phố khác, một nước khác mà không có điều kiện để tái khám với bác sĩ liên tục. Sau quá trình niềng răng, bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về kết quả mình có được khi sở hữu nụ cười tươi tắn, rạng ngời. Sau khi chỉnh nha đây được mấy tháng thôi nhưng mà mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Trước kia mình rất ít khi cười, đặc biệt là khi ngồi trước đám bạn bè hay là khi chụp ảnh ấy. Nhưng hiện tại thì mình cảm thấy tự tin và mình thể hiện hết nụ cười của mình. Bạn sẽ đẹp hơn, tự tin hơn khi được chăm sóc răng đúng cách. Hy vọng điểm đến ngày hôm nay sẽ là gợi ý hữu ích cho các bạn. Và đừng quên theo dõi Let's Go để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới.